Đức Thánh Cha chọn thư ký riêng mới, Cha Gonzalo Emilius. Cha Gonzalo Emilius, người Uruguay, đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn làm thư ký riêng của Ngài, thay thế Cha Fabian Pedaccio đã trở lại với công việc tại Bộ Giám Mục từ tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha và Cha Emilius đã quen biết nhau từ năm 2006, khi Đức Thánh Cha còn làm hồng y Tổng Giám Mục Buenos Aires Đức Thánh Cha đã điện thoại cho cha Emilius khi ngài nghe nói về hoạt động giúp các trẻ em đường phố của cha. Vì linh mục của trẻ em đường phố, cha Emilius sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979 trong một gia đình giàu có ở Montevideo. Bà ngoại của cha là người Do Thái và cha mẹ của cha không phải là Kitô hữu. Khi đang học trung học, được đánh động bởi nụ cười và niềm vui tỏa hiện trên gương mặt của một số linh mục đang giúp các trẻ em đường phố. Dù cho những đe dọa chết chóc, Cha Emilius đã theo đạo, cha đã quyết định trở thành linh mục và cống hiến cuộc đời cho những đứa trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi của đất nước mình. Cha được thụ phong linh mục ngày 6 tháng 5 năm 2006. Cha Emilius trở thành gương mặt nổi tiếng vì sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, trong khi đang chào các tín hữu tập hợp bên ngoài cổng thành Anna ở Vatican, Đức Thánh Cha nhìn thấy cha giữa đám đông và đã mời cha vào nhà thờ, nơi Đức Thánh Cha sắp sửa cử hành thánh lễ với các tín hữu. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gọi cha Emilius đến gần và giới thiệu cha với mọi người và xin mọi người cầu nguyện cho cha và cho công việc của cha với các thiếu nhi đường phố. Rút ra điều tốt nơi mỗi cá nhân để sử dụng tốt vì thiện ích của tất cả. Cha Emilius học thần học 2 năm tại Roma và đã đầu tiến sĩ thần học. Cha đã là giám đốc trường trung học Jubila Juan Pablo II ở Uruguay. Chia sẻ với báo quan sát viên Roma, cha nói rằng Đức Hồng Y Bergoglio hồi đó đánh động cha với khả năng tích hợp các giá trị khác nhau và chuyển tải chúng theo một đường hướng độc đáo. Cha nói, kinh nghiệm về khả năng của Ngài có tính quyết định trong đời tôi. Ngài đã dạy tôi rút ra điều tốt nơi mỗi cá nhân, tuy có thể khác với những người khác, để sử dụng tốt thiện ích của tất cả Cha Emilius sẽ cùng với cha Joannis Lazigait, người Ai Cập, hiện là thư ký riêng của Đức Thánh Cha, giúp cho Ngài.